Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình sống vui được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền Việt Nam quý vị thân mến, nhu cầu sinh lý là một yếu tố quan trọng tất yếu có tính quyết định đến hơn phân nửa để gắn kết hai người và gìn giữ hạnh phúc của gia đình. À, để tìm hiểu những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc à, gây ra giảm nhu cầu sinh lý, cô hàng à, của các cặp vợ chồng thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trao đổi ngay sau đây. Xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thái Hà. Xin chào bác sĩ. Xin chào Nguyên Khang và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. chị hôm qua ngủ ngon không bộ hai vợ chồng chị cãi nhau hay sao mà chị qua nhà em vậy mà em thấy á dạo này mặt mũi chị phờ phạt quá nha hai con mắt như gấu trúc vậy bộ công việc vất vả quá hả thực ra bữa giờ chị nghe chờ ông xã chị không có buồn nhí em Bữa giờ ông đi làm về á biết ông có né tránh chị hoài ông không còn chia sẻ ông không có còn trò chuyện với chị như trước đây nữa Ủa, chị nên chuyện mới nghi ngờ ổng vậy em biết không tối nào ổng cũng kiếm cớ ngủ riêng rồi hả em biết không, mấy đêm nay á ngày nào chị cũng đình đêm nào chị cũng đình mò của ổng coi ổng coi có nhắn tin cho ai không trong lúc chị đang ngủ không rồi mà mấy đêm liền vậy mắt chị nó mới thâm quần vậy nè trời ơi sao mà khổ quá vậy trời nhưng mà phải có chuyện gì ổng mới như vậy chứ trời chị nói cho em nghe thực ra chị á với ông xã chị không có gần gũi nhau cả năm nay rồi em biết sao không chị bị khô hạn bởi vậy chị nghĩ chị cứ kiếm cách chị tránh né rồi chị cứ trốn tránh hoài à không chừng ở chị nghĩ chắc không chừng lý do gì mà ổng lơ là chị luôn á có... trời đất ơi cái nguyên nhân to đùng như vậy ủa mà bộ chị không có chia sẻ với ổng hả y như chị gái của em chị cũng bằng trạc tuổi của chị hai ông bà cứ cãi nhau suốt cũng vì cái khô hạn á mà cứ tưởng là sẽ đưa nhau ra tòa chứ nhưng mà hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau rồi à, chị em á là có bổ sung nội tiết tố từ dạo đó hai ông bà dính nhau như sam đi đâu cũng có nhau hết trơn á ủa vậy hả em vậy em hỏi giúp chị đi chị gái của em á dùng sản phẩm á, nội tiết tố gì vậy chị giùm chị với dạ dạ để em gọi cho chị em liền Đây nè chị Chị em uống cái g 100 này chị Đó 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 Chị coi nè ừ. Được rồi được rồi Cảm ơn em nhiều nha Để giờ chị chạy ra hiệu thuốc chị mua luôn Dạ 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 Thưa bác sĩ nguyên nhân vì sao mà Các chị em phụ nữ lại gặp tình trạng khô hạn Cái nguyên nhân chủ yếu Mà dẫn đến cái tình trạng khô hạn này Đấy là do Là suy giảm cái nội tiết tố nữ Trong cơ thể Cái nội tiết tố nữ này thì nó là cái nội tiết tố do cái hoạt động của buồng trứng tiết ra, Thế và khi mình lớn tuổi, tuổi mình càng lớn thì cái hoạt động của buồng trứng nó sẽ giảm lại và cái lượng nội tiết tố này nó cũng sẽ giảm. Và khi cái lượng nội tiết tố nữ này nó suy giảm như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đầu tiên mà chị em cảm nhận được đấy chính là cái khô hạn, cản trở rất là lớn cho cái chuyện mà chăn gối vợ chồng. Ngoài ra nó còn làm cho chị em dễ là à, xuống sắc rồi suy giảm sức khỏe và rất là thay đổi cả tính tình hay cáu gắt buồn vui vô cớ và còn một cái nguyên nhân nữa đấy là do cái sự viêm nhiễm ở bất kể tuổi nào khi mà chị em bị viêm nhiễm phụ khoa thì cái vùng kín nó bị sưng lên tấy đỏ cho nên nó sẽ đau rát khô hạn à, thưa bác sĩ như vậy thì những cái hệ lụy lưỡi... Do cái việc mà khô hạn và giảm ham uh, muốn sinh lý này gây ra sẽ là gì? Như mình đã nói, cái nguyên nhân đầu tiên mà dẫn đến cái sự khô hạn như thế này, đấy là do cái sự suy giảm nội tiết tố nữ estrogen. Và khi các chị em mà bước sang tuổi 30 thì cái lượng nội tiết tố nữ này nó sẽ bắt đầu suy giảm và giảm mạnh khi ở tuổi 40. Thế và khi mà nó đã giảm mạnh như vậy thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng hạnh phúc gia đình mà nó còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe rồi nhan sắc tâm sinh lý của các chị em nữa khi mà bị suy giảm nội tiết tố chị em sẽ dễ mắc các cái bệnh về cao huyết áp loãng xương tiểu đường tim mạch còn nhan sắc thì xuống cấp rất là rõ rệt da dẻ thì nhăn nheo nám sạm Đấy. rồi hình dáng thì thay đổi vòng một teo nhão chảy xệ vòng hai ba thì phình ra Đấy. và về tâm sinh lý thì rất là thay đổi chị em có thể là buồn vui cáu gắt vô cớ bất thường không ai biết đường đâu mà lần vì vậy nếu mà cái tình trạng mà suy giảm nội tiết tố nữ này để lâu kéo dài thì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc lứa đôi nó còn đưa đến những cái hậu quả rất là xấu đến cái uh, sức khỏe nhan sắc và tâm sinh lý của chị em Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì đâu là giải pháp để giúp cho chị em phụ nữ có thể giảm được những cái khô hạn ngại gần chồng một cách bền vững và lâu dài Khi mà chị em mình thấy có những cái cảm giác mà khô hạn thì nên đi khám chuyên khoa ngay và nếu mà do cái sự suy giảm nội tiết tố nữ và nhất là các chị em mà sau khi bước qua tuổi 30 và đặc biệt là các chị em khi bước vào tuổi 40 thì nên sử dụng ngay cái sog 100 nó có cái tác dụng bổ sung để cân bằng cái lượng nội tiết tố nữ, nó giống như cái estrogen nội sinh trong cơ thể cho nên là mình yên tâm sử dụng. Đấy, và cái uh, sog 100 này nó có cái uh, tính uh, hiệu quả rất là cao. Nó cho cái tác dụng bổ sung estrogen cao gấp 3 lần các cái loại estrogen thảo dược khác và nó làm tăng cái ham muốn tình dục cho chị em mình gấp 5 lần. Khi mình sử dụng thì cái tính hiệu quả của cái SOG 100 này nó đã được à, khoa học chứng minh và lịch sử công nhận. Nó đã được sử dụng trên 400 năm tại Hàn Quốc và Trung Quốc mà chưa ghi nhận một tác dụng không mong muốn nào. Và nó được cái đăng ký là thực phẩm an toàn trong cái dược điển thực phẩm của Hàn Quốc và Trung Quốc và được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ, Bộ Y tế Canada chấp nhận là an toàn. Đấy và khi sử dụng thì chị em không có lo khối u hay cái gì hết vì nó còn có cái tác dụng là ức chế sự phát triển của các khối u và ức chế các sự phát triển của tế bào ung thư, không gây độc tính cho gan mà còn có cái tác dụng bảo vệ gan nữa và hiệu quả của cái sản phẩm này là nó cân bằng cái lượng nội tiết tố nữ mà đã bị suy giảm. Đấy và nó làm cho chị em tăng ham muốn ổn định kinh nguyệt làm cho mình giữ lửa được hạnh phúc gia đình và cái quan trọng nữa là gì chị em nên bổ sung các cái tiền nội tiết tố khác như DHA từ củ từ củ mài đắng retinolol từ cao sáng dây cho nên nó không chỉ giúp là cân bằng cái lượng estrogen trong cơ thể mà nó còn giúp cân bằng luôn cả cái testosterone và progesterone cũng là hai cái thành phần nội tiết trong cơ thể người phụ nữ giúp ổn định kinh nguyệt để giảm cái khô hạn tăng cái ham muốn duy trì mãi lửa hạnh phúc gia đình Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kiều Xuân chứa estrogen 100 và các tiền nội tiết tố thảo dược. Trong đó, estrogen 100 là estrogen thảo dược an toàn và hiệu quả bậc nhất, đã được nghiên cứu chứng minh lịch sử và thế giới công nhận. Nhờ đó, Kiều Xuân estrogen 100 giúp tăng cường nội tiết an toàn, hiệu quả bậc nhất, dùng tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh, phụ nữ bị nám sạm và lão hóa da, rối loạn kinh nguyệt, khô hạn, bốc hỏa, mất ngủ. Hãy kết hợp tinh chất và kem dưỡng da Kiều Xuân để tăng hiệu quả làm đẹp. Kiều Xuân estrogen 100 tăng cường nội tiết, sáng da, mở nám, kéo dài tuổi xuân chị Vô ngồi chơi chị Ui là trời Có cái chuyện á, mỗi cái, hả đi qua nhà em thôi mà không phải hai ông bà đưa nhau đi Nhìn tình tứ như là lúc mới yêu á Ui xứ Cũng nhờ em với chị em á Sau cái lần á, chị nói chuyện với em xong á, em biết sao Chị ra hiệu thuốc Chị mua estrogen sugar 100 bổ sung nội tiết tố liền đó Em biết không Chị uống hai viên mỗi ngày á Mà em biết trộm ví nha chị chị thấy nó hợp với cơ địa chị quá trời luôn em với lại em biết sao không trời ơi, không những cải thiện về mặt sinh lý nha một cái làn da chị á nó cải thiện rõ ràng luôn em chị thấy em thấy không nó khỏe nè nó khỏe mà trẻ đẹp hơn không không nó tươi tắn hơn đúng không mà không có còn vết nám sạm sạm nám trên da chị nữa trời mấy bà bạn chị gặp hôm nay nó khen trời hôm nay sao bà trẻ đẹp như vậy em cũng vậy nè mặc dù á em chưa có dấu hiệu gì hết á nhưng mà chuyên gia có khuyên em nên dùng sớm để cải thiện sức khỏe xong rồi á da của em nè căng bóng đẹp hẳn ra với lại cải thiện sức khỏe của em nữa nhất là chuyện vợ chồng á chị đúng rồi em phòng bệnh mình phải dùng trước chứ chị mà biết sớm hơn á vợ chồng chị không có cãi nhau đâu mà da chị cũng không có bị nám như bây giờ đâu đúng không thôi đi shopping chợ chị qua chị đủ đi shopping mà hai đứa cứ ngồi nhiều chuyện không mà đi em ờ ha chị ngồi đây đợi em xíu em đi thay đồ nha một lần nữa xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ thái hà và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại hotline 1800 55 88 89, số điện thoại miễn cước. Hoặc quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 24 trên 7, đó là 0896 509 509. Ngoài ra quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ hòm thư, đó là sống khỏe a vòng, bác sĩ tư vấn vn hoặc quý vị có thể truy cập vào website bác sĩ tư vấn vn Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.